Ok mọi người ơi, thì hôm nay làm clip các bạn ơi, thì vài bữa nữa mình sẽ like bên cái kênh là chị Hùng Ly Quen nha. Là cái kênh này nè bạn, đúng là cái kênh này nha bạn, nó đúng đúng ngay chăng cái thì làm clip đây không báo cho tao, anh em nhớ đăng ký cho mình nha. Ngày mai live chim các bạn, ngày mai thì mình bắt đầu live lại rồi. Tại anh chính mình đăng clip mà mình có like. Mới đi tắm xong mới lên các bạn, đầu có như khùng vậy. Bây giờ mình sẽ đi trải tóc lại nhà gì mình rồi. Mình lại thường lại nhà gì mình ngủ mà, còn nhà mình ít lại đó. Còn trong đóng là buồn quá. Vậy ba anh em nha, anh em nhớ đây mình nha, đang ngồi ở nhà mình nha mọi người. Thì các bạn nhớ nhớ đăng ký nha các bạn. Đó, mình đi tắm, ăn cơm, giặt đồ, rửa chén. Bye bye nha. Nhớ nha, nhớ đăng ký kênh nha. Đó đó. Cái đó nha. Ok đó, rồi bye bye. Ok 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 ok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.